Ok, mời lên em. Hôm nay chúng ta lại thử một con game vừa mới vừa cũ luôn. Game này có tên là CD.HT2, thể loại mà thủ thành, kết hợp với thẻ bài mà lúc trước tôi đã chơi khá nhiều trên kênh đó. Đây, chúng ta lướt qua cái trang tem phép. Game này thì lúc trước tôi đã chơi nhiều rồi, hôm nay thì tôi thử lại một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu luôn. Tại vì có con game này nó sắp kết thúc giai đoạn Early Access thì sẽ ra mắt cái phiên bản hoàn chỉnh vào cái ngày 23 hay là ngày 29 gì đó. Ở đây ghi là ngày 22 tháng 3 nè, theo giờ Việt Nam mình thì chắc khoảng là ngày 23 đó, ghi là ngày 22 sẽ ra mắt cái phiên bản chính thức. Nhưng mà bên đây thông tin với mà trong cái email mà dev gửi tôi á, họ ghi là ngày 28 tháng 3 lận, nên có thể anh em cứ chờ chờ đến cái giai đoạn đó, ngày 28 tháng 3 thứ sáu nè. Đó, 28 tháng 3 là thứ năm chứ không nè, 28 tháng 3 là thứ năm chứ không phải thứ sáu đâu đó, nên chắc là phiên ngày này luôn. Nhưng mà dù sao thì cũng sai thứ rồi đó, không thể nên chỉnh sửa được nha. Giá phiên bản đầy đủ thì vẫn như cái Early Access này sẽ giảm thêm 20%, thì cũng như cái giá hiện tại anh em đang xem vậy đó. Thì hôm nay tôi chơi là cũng chơi một cái phiên bản gọi là beta test, là dev gửi trước cho tôi chơi thử. Tôi không biết nó có phải phiên bản 1.0 hay không, nhưng mà anh em mua game bây giờ có thể hơi khác cái bản tôi chơi một tí. Thì sắp tới thì có một cái số lát nhân vật gì đó, tôi cũng thử là con game này trên một cái phiên bản mới luôn, trên cái Steam mới này. Chúng ta lướt lướt vào cái trailer. Đây, thể loại mà thẻ bài kết hợp với thủ thành rất là thú vị. Tí nữa vô chơi thì tôi sẽ giải thích một số cái cơ bản cho anh em làm quen với game rồi sau. Cái này là đoạn cinematic khá là nhiều. Anh em nào thích cái thể loại roguelike mà thẻ bài rồi đó, đây là roguelike là dết bui nè, thì thêm cái tower defense nữa. Đây, cái tower defense nữa thì anh em có thể khá là thích game này đó. Nếu như anh em coi mà thấy hợp thì cứ mà chơi thử thôi. Đây là chúng ta có thể xây dựng mấy cái thẻ bài nâng cấp nó lên rất nhiều thứ luôn đó. Hôm nay thì tôi chơi trên cái hạt Steam mới, hy vọng là cái bản beta test này nó sẽ chạy ổn. Thử qua luôn đi, chơi lại từ đầu coi nó có khác lạ gì không, chứ bản cũ tôi chơi là rất nhiều lá bài tôi đã nâng cấp nó cực kỳ bá đạo rồi, nên rút được cái lá đó thì game nó rất là dễ luôn. Thành ra bây giờ chúng ta chơi đó, thì chơi lại từ đầu một cái file save mới hoàn toàn. Cái file save của anh game thì anh em cứ vô chỗ này anh em xóa đi thôi. Đây nè đó, anh em vô đúng cái local này, mở cái kia lên, anh em vô đúng cái local đó, bật cái này lên dán vô là nó ra cái file save của anh em, nếu như anh em muốn chơi bắt đầu lại mới từ đầu luôn. Bây giờ phiên bản này 0.88 hả? Vẫn chưa là phiên bản 1.0 nha. Credit này không cuộn được, không cuộn được thì để tí nữa đã. Audio, audio nó khá là lớn. Ba xích này FPS, FPS nên để 144 nha. Ngôn ngữ VC tiếng Anh, độ sáng màn hình. FPS ổn rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu game mới, sao mà mất luôn cái tiếng audio tôi rồi. Nhỏ thì cũng phải vừa vừa chứ. Có hai cái chế độ mới nè, với một cái mà điểm gì. Cái điểm này để sử dụng nâng cấp những cái kỹ năng của mình sau mỗi cái lần thử thách. Tức là mình trong cái email dev gửi tôi cũng ghi rõ luôn là khi mình chiến thắng một cái trận chiến á thì sẽ nâng mở được cái phá với nhân vật mới, thì cũng có bản riêng đó nhưng mà tôi chưa có thử, nên bây giờ chúng ta chơi lại từ đầu đi, coi như người mới bắt đầu chơi vậy đó. Upgrade, upgrade này thì chắc chúng ta full cái đợt gen thì mới nâng cấp được, hiện tại chưa có điểm nào cả nè. Cái này nó yêu cầu 40-50 điểm mỗi cái nè. Con gà vàng á. Rồi bắt đầu trò chơi thôi. Cái này là như dạng như cốt truyện vậy đó, nghe giống như là một trò lừa đảo dành tôi như vậy. Đầu tiên đó thì gọi là cái tên của mình. Rồi bắt đầu, rồi bắt đầu cái chuyến hành trình của chúng ta thôi. Khi bắt đầu trò chơi á, anh em sẽ được lựa chọn một trong ba lá bài, gọi là anh em thích cái lá nào, thấy lá nào mạnh nhất thì có thể lấy hoặc là bỏ qua luôn. Ở đây có cái lá này 5 đam 2 lần. Cái lá này thì không có giới hạn nâng cấp, mình nâng cấp 3 lần thì nó sẽ tiến hóa, cái lá này cũng khá là ngon.
Lá này thì đầu game nó tới 4 điểm là hơi bị khó xài đó. Lá này không ngon. Cái lá này thì cũng rất là ngon rồi nha. Nó đảo hướng đi của mấy con quái. Winning Farm gây do một đam kéo dài 4 giây hả? Thực ra cái lá này á, anh em nâng cấp lên thì đam nó rất là cao luôn, nên cái bull đam á, nó không ngon mấy. Anh em chỉ thường đam vô con này thôi, nên cái lá này tôi nghĩ nó ngon hơn. Nó có đánh vô điểm yếu luôn nè, hạt 5 đam vô mỗi lần đó nè. Có thể sẽ tắt với nhau, nhưng mà nó hồi chiêu 4 giây rưỡi. Nó lại xài một lần thì tao nó chứ. Lá này khi con quái nó gặp cái lá này trong lúc nó hồi chiêu 4 giây rưỡi á, thì con quái nó sẽ quay đầu ngược lại. Nên chắc tôi lấy cái lá cây này đi. Lá cây này thì mình sẽ nâng cấp. Nâng cấp thì mình sẽ đi vô mấy cái lửa chạy như thế này nâng cấp nè. Nè. Đi bên nhánh này thì được 2 lần nâng cấp. Đủ 3 lần luôn. Vậy chúng ta đi cái đường này đầu tiên. Theo cái đường này đi lên gặp cái lửa chạy nâng cấp cái lá cây một lần. Nâng cấp lá cây lần 2. Nâng cấp cái lá cây lần 3. Rồi bây giờ chúng ta đi cái đầu tiên thì bên nào cũng như nhau thôi. Cái này khó nha. Khi anh em bắt đầu cái game á thì game nó sẽ phao lại. Khi mà anh em bấm bắt đầu thì nhấn chữ R để bắt đầu. Cái góc trên bên trái đầu tiên là cái máu. Thì máu về không là thua. Con quái lột vô cái chỗ này thì mình mất một máu. Bốn cái màu đỏ này là nơi quái nó sẽ xuất hiện. Cái này là tiền. Cái này là cái Z bộ bài mặc định cơ bản ban đầu của mình gồm 9 lá. Với một lá tôi chọn ở khởi điểm đầu game nữa là 10 lá. Thì cái chức năng nó cơ bản như nhau thôi. Bài nó sẽ gồm hai loại. Nó sẽ gồm 4 loại cái kiểu bài luôn. Kiểu bài thì nó gồm 4 loại 7 nè. Cái này là những cái 7 nè. Yêu mà power nguyền rủa thì chúng ta chưa có. Tí nữa có giải thích sau. Bài á nó sẽ có hai loại, như cái loại này gao điệp á, anh em ghê vô thì nó hiện ra chữ gao ở phía trên này nè đó. Gao là loại mình đặt dưới đất, là như những lá này mình đặt dưới đất nè. Đặt dưới đất là đặt trên những ô này. Còn một loại nữa là đặt lên tường, là như lá này. Đó, wall, nó là cái loại wall là đặt lên tường. Rồi sẽ đặt vô mà ba cái vách tường nè. Hai vách tường nè, đó là những lá đặt lên tường. Đó. Cái lá này là như lá hấp, gọi là gao cháp thì chỉ có thể đặt trên những cái mặt phẳng màu xanh dương như thế này thôi. Mình có thể quay cái hướng như thế nào. Như mũi tên chỉ ở đây là nó lá hấp. Lá hấp này thì con quái đạp vô nó sẽ hất qua hai ô. Là nó hất rớt xuống ngay ô này nè. Con quái càng nhẹ thì nó hất đi càng xa. Còn này lá cây. Lá cây ban đầu thì chúng ta không có xài đâu. Lắp cái lá này lên tường. Lá này lên tường luôn. Đó anh em, mỗi lần anh em dùng điểm thì nó sẽ tốn một cái điểm bên này. Là cái điểm này nè, thời gian nó sẽ hồi chiêu thôi. Tí nữa con mắt nó đỏ lên thì anh em sẽ hồi chiêu này. Rồi bức tượng này đầy lên thì anh em sẽ có thể quyền rút bài, giao bài nè. Bây giờ rút bài luôn. Cái này tốc độ của game. Khi anh em xài cái lá này á, nó sẽ ethao một tự động, tức là nó hủy ngẫu nhiên một lá trên cái bộ bài của anh em đó. Nên hồi nãy tôi 4 lá, tôi xài lá này thì nó hủy mất một lá gì đó, giờ còn có 3 lá. Bây giờ đầy cái con này, cái con này nó mà hết bị đóng băng á đó, cái ống đen nó chạy lên nè, thì anh em có quyền rút bài lại một lần nữa. Cái lá cây này thì mình chưa nâng cấp thì không có xài không, tại vì nó yếu xìu à. Nó xài xài mấy lá này nó ngon hơn. Cái lá cây nó đánh nè, để đây đi cho nó dễ đánh.
đó, nó quạt cái này gọi là cái mầm cây chứ chưa mọc thành cái cây nữa. Sau khi mà anh em xong cái đợt doanh đó thì mình sẽ là nhận được hai cái phần thưởng 48 tiền và một cái lá bài để mình thêm vô trong bộ. Như cái lá này đó power nè. Cái lá này khá là ngon nha. Khi cái 7 của mình hạ quân địch đó, nó sẽ gây thêm 6 đam ngẫu nhiên cho một cái quân địch ở trong cái vùng nào đó. Nhưng mà cũng hên xui thôi. Cái này thì nó cái máy chém đặt lên tường. Các lấy lá power đi. Cái lá trên tường đó thì tôi thích cái lá đẩy đẩy hơn. Kho báu 15 tiền cho mỗi cái trận chiến. Đầu game mình lấy cái này khá là ngon. Lấy cái lá đầu thì gần như miễn phí luôn. Cái lá này mình có thể nhân bản một cái cạc trong cái bộ bài của mình. Thực ra bộ bài của mình thì nó không có lá nào ngon cả. Có cái lá này thì nó chưa nâng cấp nên không lấy cái này. Đầu game thì không lấy. Đầu game thì chúng ta có thể lấy một trong hai cái. Chết trên đinh gần câu láp là sao ta? Bây giờ mình lấy cái luôn cái này á, thì sẽ mất 11 máu. Nhưng mà thôi. Đó. Mất 11 máu để lấy cái này. Chả sao cả. Là tiếp tục cái nó là kho báu nhưng mà chúng ta phải trả giá nha. Đi vô cái này anh em sẽ có sự kiện, còn đi vô cái này thì sẽ đánh nhau. Chúng ta đi đánh nhau tiếp đi. Map này khó nha, quái nó đi rất là khó lường luôn á. Nè cái lá hất hất hai ô thì hất lên hoặc là hất xuống nó sẽ rớt xuống sông luôn, nên tôi nghĩ cái lá hất rất là mạnh luôn á. Cái lá này đầu game mình nên xài không ta? Đầu game xài thì nó rất là khó. Tại vì đầu game mình chưa có gây đam mà. Ê, 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 ê. Bạn gì thôi đó, mỗi lần rút thì mình rút bài mà lên được một điểm này thì rất là ngon đúng không? Một lá đẩy ở đây, một lá đẩy ở trên xuống nữa, một lá đẩy ở dưới lên để con quái nó đi lên đây á, nó bị đẩy ngược xuống ngay chỗ này nè. Còn em lắp nó bên đây á, nó đẩy qua luôn thì hơi bị lỗ. Bây giờ chúng ta cần một cái lá power nãy á, để khi giết con quái nó lên một tí đâu. Đang có cần cái lá đó luôn. 3 điểm nè. Giờ mình rút cái lại ra 4 điểm. Hình như tối đa là chỉ có 6 thôi hay gì đó. Đây. Hai cái lá hất này là một trong những cái lá ngon nhất trong cái bộ bài luôn. Tại vì nó hất là mấy con quái nhỏ nhỏ như thế này chết luôn à, không quan tâm cái chỉ số máu luôn á. Nên tôi nghĩ nó rất là mạnh. Rồi, bây giờ cứ thông thả thôi. Tôi nghĩ là mấy con quái nó hết khả năng rồi. Cái này mà bài anh em nhiều cái lá Ethereal á, Ethereal là cái lá mà dạng như thế này nè. Khi anh em xài á thì cái lá này nó sẽ bay luôn, nó không quay trở lại bộ bài nữa. Gọi là cái lá Ethereal. Như cái lá này anh em xài á thì sau khi xài xong á nó sẽ quay ngược lại cái bộ bài tí nữa, anh em có thể rút nó một lần nữa. Còn cái lá này anh em Ethereal là nó mất luôn, anh em xài chỉ được một lần thôi. Nhưng có hai lá thì coi như chỉ được mà đặt hai cái bẫy hết thôi đó. Nên thành ra trên cái bộ bài của mình là chỉ có hai cái lá Ethereal này. Nên lấy cái lá này thì nó sẽ không ngon. Còn cái lá này nó bắn cái Sukigen dựa đầu cái điểm của mình.
lá này máy cắt Sugigen này lấy cũng được, tại vì bộ bài của mình ít điểm quá không có xài kịp thì nó cũng khá là lỗ. Ta đi cái đường bên trái này thôi, đi cái đường bên trái để gặp cái đống lửa này để nâng cái lá cây của mình lên lần đầu tiên. Cái lá cây của mình nó nâng 3 lần lận thì nó mới gọi là bắt đầu mạnh. Cái lá cây này nó phải nâng 3 lần thì nó mới mạnh được. Không có lá đẩy cũng không có lá hất đầu game. Rồi, tạm thời vậy thôi. Sống con nè. Sống con này thì cũng chưa sao. 4 điểm. 4 điểm thì mình lắp ở đây á, nó sẽ bắn ra 4 cái con á, xài hết 4 điểm luôn, gọi là cái lá ít. Rút cái nữa nó ra 1 điểm nữa. Đó. Thì chắc để hết ở đây tiếp. Nó hồi chiều xong nó sẽ bắn ra 3 cái mũi. Đó. Do hồi nãy mình xài nó là tốn 3 điểm. Tôi nghĩ như thế này là đủ rồi, không cần thêm nữa đâu. Đây nè, nắp cái Sugigen nó này 6 điểm rồi, nó bắn là thoải mái luôn. Rồi win rồi đó. Cái này mình mất máu thì xài nó khá ngon nhưng mà chỉ có 3 máu thôi. Gravity. Coi như cái lá này á, mình xài nó thì cái đợt rút bài kế tiếp á, nó sẽ cộng thêm 1 điểm mà action point nữa. Thành ra cái lá này 2 điểm là coi như nó chỉ có 1 thôi. Cái lá này tôi ít xài lắm nên cũng không biết là cái gì. Có lấy sẽ lấy lá này. Sau này mình sẽ nuôi vô con cây của mình. Nên cái lò rèn. Ạc trên đâm một cái gì đó vào một cái lá bài trên tay mình. Anti gravity thì đôi lúc nó hên cũng đôi lúc nó rất là xui nha. Cái này nó giống như con dao hai lưỡi vậy. Anti gravity là cái điểm phản trọng lực, là con quái của anh em nó rất là nhẹ, thì như cái lá đẩy cái lá hất hồi nãy tôi xài á, nó sẽ có hiệu ứng rất là ngon luôn, tại vì con quái nó nhẹ mà. Nhưng mà con quái nó nặng quá, nó nhẹ quá thì mình hất nó cũng văng hơi xa nữa, nó văng xa quá thì cũng hên xui lắm. Rút một lá bài, cái lá này sẽ không tốn năng lượng. Nếu cái năng lượng của lá bài hiện tại là không thì nó sẽ thành một. Thành không thì mình không có lá nào đó cả. Mấy lá này chỉ có 2 điểm thôi. Lá này nó cũng khá là ngon nhưng mà chưa biết nên lắp vô cho cái lá nào. Chắc cho cái lá này. Để nó giảm xuống 1 điểm. Hoặc là lá này.
Nhưng mà lá này Ethao á, Ethao thì nó không có ngon bằng cái lá này của mình. Hoặc là chơi con cây cũng được. Nhưng mà chỉ có 3 lót nâng cấp thôi nên nhiều lá này đi. Lá này nó sẽ giảm xuống 1. Mình sẽ nâng cái con cây của mình lần đầu tiên lên. Cần phim nó. Đó. Cây của mình bây giờ lên 10 đam rồi đó. Rất là ngon rồi đó nha. Này quái Elite nè. Lạng quạng chúng ta thua ở đây luôn á. Rồi đúng cái map khó luôn. Cái map này thì lá hất nó rất là khó nha. Lá hất mình nó hất đục như đây nè. Một lá hất. Một lá hất nữa là hai lá hất. Lá hất đặt ở đây có vẻ ngon hơn. Rồi chúng ta chỉ cần hai lá hất ban đầu như thế là tạm ổn rồi đó. Quái nó sẽ đi đường dưới à. Chưa cần xài lá này đâu. Đổi bài một lần nữa đã. Kéo kéo mình toan luôn đấy chứ. Có 3 điểm. Cây đánh hơi chậm nè. Rồi bút cây lên. Cây bây giờ nó đánh là 1.5 giây, nó đánh một lần ổn rồi đó. Mình rút một lá nữa. Sukigen không? Có Sukigen thì lắp đây luôn. Không có Sukigen thì chúng ta chỉ có lá cây thôi. Hiện tại không có chỗ nào để lắp cái lá này ngon cả. Sukigen. Không có Sukigen rồi. Thêm một lá cây ở đây nữa. Sao sống con vậy? Trời ơi! Sợ quá! Ấy 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 ấy! Rồi, không cứu kịp. Cái lá này đâu mất tiêu luôn vậy. Tôi muốn cái lá Sukigen để đặt như đây nè. Nhưng mà nó tàn hình luôn này. Xong game mày chưa thấy Sukigen nó xuất hiện. Mất luôn cái Sukigen của tôi rồi.
nó đẻ ra cái bầy khủng long luôn rồi. Cái này có rồi, chắp trên mặt đất thì trừ 2 đam, còn mấy cái chắp trên tường á thì sẽ cộng 2 đam. Cái máy chém này hiệu ứng chờ trên đít hai là của cái lá này luôn hay là của cái quái gì đó? Mình phải có điểm sờ trên á, điểm tăng đam á thì cái lá này nó mới mạnh hơn. 12 đam mà 4 giây thua cái lá cây mình đó, nên ba lá này chắc không lấy lá nào cả. Lá này mình có rồi mà sau nãy rút hoài không ra nè, nên bỏ đi, không lấy phần thưởng đâu. Khi mà cái lá này lại kẹt này trên cánh tay á, mình sẽ rút thêm một cái kẹt nữa. Vô lá này luôn. Kinh đao giảm 20%. Cơ hội nhận thêm 2 vàng cho mỗi quân địch tiêu diệt bằng cái lá này. Lấy cái lá khiêu kẹt trên cái lá lên tay mình là cái lá này thôi. Nâng vô lá cây cho cái lá cây nó đánh nhanh hơn, giảm xuống 2.4 nè, được 20% đó là đáng kể mà. Mình sẽ nâng lá cây thêm một lần nữa lên được 15, lần thứ ba thì nó mới mạnh nha, bây giờ mới có 2 lần nâng đầu thôi. Con cây nâng 3 lần xong rồi mình tập trung bui những cái bộ khác gọi là nuôi cây á. Cái map này nó mới quá vậy. Ừ, cây ra nè, cây ra nè. Ấy, ấy, ấy. Không kịp. Cây nó vẫn còn chậm quá ta. Được không? Không được rồi, không được rồi. Còn rồi. Còn pha chơi ngu rồi. Chukigen thì không lắp được chỗ nào đẹp đẹp cả. Chukigen nó chỉ đi được một cái quãng đường dài thôi. Bài mình bây giờ không thiếu đam nữa. Mấy quái nó bự quá rồi, nó bự ú nu luôn rồi. Mấy con này thì nó đi chậm thôi, mình sợ mấy con đi nhanh á, chứ mấy con đi chậm thì mình chả lo.
Rồi, xong rồi. Lại con cây nữa, cây nó hay không đâu. Cái lá này cũng được. Mình đang mất máu dần dần rồi. Thì bên trông giống như một cái con vòng cửa mà pháp sư đang học việc tại đây. Có một cái ngọn đèn dầu ở trên cái góc bàn. Ánh đèn hình như đang nhảy múa, ánh sáng chiếu rọi lên những ánh sáng trên cái trang sách này. Viết văn hả? Giảm cái máu tối đa của mình đi 5 để mình lấy được lá bài này. Bây giờ xem xét quyển sách thì nhận ngẫu nhiên được một cái lá bài. Cái này hên xui lắm, ra cái lá cùi mình phải tốn 70 tiền nữa. Cái lá lửa này cũng được nè. Lá lửa này được. Bây giờ ba cái như nhau rồi. Cây mình nâng lần 3. Đó, coi như cây của mình mát rồi đó. Bây giờ đến boss thôi. Hiện tại bộ bài của mình khá là cùi luôn, nên tôi không biết qua được con boss này không. Ngoài con cây ra thì chả còn cái quái gì nữa cả. Hai lá lửa vô tay mình nè. Rồi, bắt đầu đi. Tsukigen có thể đặt ở đây cũng khá là ngon nha. Quái nó đi đường trên rồi sao ta? Tôi đang thắc mắc cái vụ đó. Trời 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 trời. Nó chạy với một tốc độ mà siêu thanh luôn. Ây da. Cây đâu, cây của tôi đâu, cây đây. Trời ơi. Nó lao kìa. Chặn đường con. Cây nó đi sắp tới rồi. Chạy nhanh quá, khó đỡ quá. Nó đi vô đây là mình thua luôn đó. Rồi, vừa kịp. Thở vào nhẹ nhõm. Thank you.
dư khá nhiều điểm luôn. Boss đó, lần sau là nó tới 500 máu lận nghe không? Rồi, xong được cái màn đầu tiên. Sau khi sử dụng một kiêu cạc thì sẽ nhận thêm một điểm sầu khuyết, rất là ngon. Kiêu cạc của mình thì có một cái lá này thôi, nên tí nữa sẽ bùi cái kiêu cạc này cái lá này. Gain một feat mỗi lần ghi gao cũng được. Lấy lá này đi. Mỗi 15 cháp đặt lên á thì mình sẽ nhận được một cái điểm phản trọng lực. Tất cả các cháp tấn công một lần sẽ kinh đao 40%. Tấn công một lần thì nó tính kiểu như thế nào? Không hiểu cho lắm. Cái này khá là mới với tôi luôn á. Không hiểu cái tính năng nó mô tả. Như cái lá này nó đánh bằng một lần nè. Còn cái lá này thì nó số 0 là không biết tấn công bao nhiêu lần. Còn cái lá này nó tấn công là 3 lần phải không? Lấy thử cái này đi. Nó khá là lạ luôn. Tiếp theo sau đó thì copy một cái lá kẹt trên mặt đất mình, ạt nó vào với bộ bài. Nó sẽ không tốn điểm. Khi mà giết một quân địch thì có 20% tạo ra một cái thiên thạch rơi xuống tại cái vị trí nó chết, gây là 700. Tăng cái phu vờ bay 1 là cái điểm này của mình, cái điểm góc dưới của mình nè. Cái lá cây của mình chưa đủ mạnh để lấy cái này. Meter vô thì vô cái lá lửa được. Vô cái lá lửa này nè. Nhưng mà cái lá lửa của mình nó ít tao. Cũng không ngon mấy. Xài cái lá này nó sẽ tăng một điểm forward. Để đúc vô cái lá cây này thôi. Lá cây là cái lá mình farm nhiều nhất. Không, tiếng lót lắm. Cái lá nâng cấp. Đây là cái lá này. Phần dân phức tạp quá. Lá này là ra là phải xài liền à. Lá này đi. Đi bên trái mình được đánh đôi ở đây một lần hoặc là ở đây. Nhưng mà đánh xong thì mình không được tiêu tiền nên nó cũng khá là thốn nha. Đi bên phải. Máu của mình nó hồi lại vui rồi. Chugigen đầu game mình có 3. Cái lá hất thì tôi sẽ để nó ở chỗ cố định để mình hất thôi. Hất nó qua đây. Để nó dính cái vách tường nó rớt xuống luôn.
2.6 giây xong rồi đó, nhiều đây là chơi đến hết game luôn đó. Quái nó không nhìn thấy mặt trời được hết đâu. Chết rồi, phui điểm rồi ta. Tsukigen 6 điểm đặt ở đây, nhưng mà chắc nó không cần mà phát huy thế mạnh đâu. Bốn cái cây chặn cửa như thế này rồi thì chơi bời gì nó. Gọi là hoa mộc lan nè, về leo của chúng ta đó. Lại con cây, cây có một cái được rồi. Double cái điểm của mình lên. Cái này thì giống như dao hai lưỡi vậy nha, nhưng mà một khi mình mạnh rồi thì nó sẽ cực kỳ mạnh luôn. Sao trên mình nó âm không ta? Nó âm luôn thì con cây của mình nó đúng phế nữa. Dao hai lưỡi nè. Không, chơi cái này. An toàn là bạn. Không cái nào ngon cả, nên chắc lấy là lấy cái này. Mình có cái lá 3 điểm hồi máu á, thì không biết 20% của nó là tính 0.6 lên thì có lên được 4 điểm nữa không. Cái lá này nè. Rồi, đây nè, hồi 3 máu nè. 20% của 3 máu là 0.6 máu thì không biết nó có làm tròn lên là 4 không. Còn thôi lấy máu tối đa đi cũng được. Thử cái lá này đi, 0.6. Ai đây? Một cái nhà lữ hành thì không quen thuộc với cái chuyến lưu hành này lắm. Một cái vampire cực kỳ kỳ lạ bất ngờ ngay xuất hiện ngay trước mặt bạn luôn. Nó cho mình một cái trang sức và một cái móc. 50% mất 7 máu, nhận được một cái kho báu quốc bệnh di cử. Khi nhận thưởng cạc thì mình thêm phần thưởng nữa. Rồi, cảm ơn chị vampire tốt bụng nha. Nếu một ngày đầu đó không xa mà mình vẫn còn sống thì hãy chắc gần quay lại tìm em nha. Rồi, ok em luôn. Cái gì đấy, cái này nó xây hình tròn như thế này hả? Mình chơi sao trời. Ba điểm mình xài cái này là lên 4 điểm, nên cứ chờ đã. Ba điểm lên được 4 điểm nào. Chưa, rút bài trước đây. Đó, có lá Tsukigen nè. Tsukigen này chắc đặt ở đây. Chỗ này thì nó bắn qua là bị vướng rồi. Cây trước đi. Ghen bọng gì đấy sao.
cây mình đánh nhanh dữ chứ. Đập thẳng vô luôn. 5.6 giây. Nice shot kìa. Trâu quá ha. Trâu hả? Trâu với chúng tôi vậy. Bốn lá lửa đi, cho lá lửa đi, mình còn một cái lá hết đâu ta. Lá gì đây, sử dụng một cái tia lửa hả? Buôn mục tiêu á, xài sao? À, nó chỉ là trái bom thôi. Đây để mình tăng cái tính phòng thủ lên. Rồi, coi như là vui phòng thủ rồi đó. Hai cái lá lửa này nó cũng khá là mạnh à. Anh em nhìn nó đốt đam ra tới đây thì cũng gần như cái cây luôn rồi đó. Đi chơi tất cả các chắp trên tường cho nó nhận sắt. Sắt led này là sao? Sắt led do mỗi cái cạc trên nền đó, không hiểu cho lắm. Tăng cho mình một vàng mỗi lần 13 lần hốc. Lần trước tôi chơi tôi bui con này mạnh lắm, nhưng mà giờ lấy lá này đi. 3% thì không bố ngang cũng bố dọc. Lại mà Vladimir nữa hả? Bạn nhìn thấy cái bóng hình của chính mình đứng ngay trước cửa một cái ngôi nhà thờ bỏ hoang, là hình bóng của một con quái vật ngày tận thế. Con quái vật thì đưa cho mình một cái hợp đồng, nó trông có mùi rất là nguy hiểm luôn. Bán cái hợp đồng 50 tiền. Không, lấy 250 tiền. Chứ lấy cái kia vô cái bộ cạc của mình là nó chiếm 2 lá trong số 18 lá này nữa, là tỷ lệ nó ra là 10% luôn á. Rất là nguy hiểm. Mười hai máu nhận 100 tiền. Rồi máu mình bất tử rồi, lo cái gì nữa. Game này nó bao dễ luôn mà, đi cái khó luôn nè. Có khi cái gao này gao cuối của chúng ta luôn á. Nãy lỡ chém gió thì quá rồi. 54. Ấy, ấy, ấy. Ấy. Có gì đó sai sai nha. Nó không đánh rồi, nó không đánh rồi. Mất một máu luôn.
Chị ngu rồi anh em ơi. Tiền này xong lắm. Ba chục máu hả? Tí nữa mình đặt mấy con cây đây nữa. Rồi, hai con cây. Ủa? Tại sao mình lại bị sống được ta? Ok hết rồi đó. Hồi nãy hình như là nó hất ở chỗ này là nó văng lên đây nè. Hất chỗ này văng đây nè. Cây lá này ở đây mang tính dự phòng quá. Thôi không cần di chuyển đâu, đủ 6 điểm luôn rồi. Cái lá kế của mình thì nó không tốn điểm tiêu xài, nhưng mà nó sẽ trở thành cái lá dịch lao. Một lá dịch lao, hai lá dịch lao, ba lá dịch lao. Nhưng mà cái này tốn một điểm thì mấy lá đó cũng là một điểm thôi. Lá này được, lá hất này cũng được. Lá này chắc bây giờ sẽ thêm cái hiệu ứng đóng băng 1 giây, random một cái hiệu ứng vào cái lá bài của mình, chắc vô cái lá con này hoặc là lá này đi. Nói ra cái hình xui ấy cũng mệt đó nha. Ủa nó ra cái đam mày sao ta, nó ra cái đam mày bỏ vô nó phí lắm. Vô lá này, lá này nó lại ịt thao. Khó nha, khó nghĩ nha. Vậy bỏ đại vô lá này đi. Nó gì nó cái gàn ra cái gì vậy? Nó kỳ là nó chỉ hên xui thôi, nó chưa hiện ra nó. Trên cái hành trình băng qua ở giữa sa mạc của mình thì bất ngờ hiện lên một cái tàn tích cổ. Mất 7 máu nhận một cái quốc liên. Ngẫu nhiên mà reset kinh đao tất cả các 7 trên cái sàn của mình. Ngẫu nhiên thôi nha. Lò gàng là cái gì? Mình có cần máu đâu.
nó giảm một điểm nhưng mà nó lên một điểm, 50% nó chỉ giảm một điểm thôi, giảm được một điểm cũng được. Tăng thêm được một đam. Kinh đao một cái chắp tại kẹt trên tay 80%. Bây giờ xài tiền được rồi nè, tiền mình quá trời rồi. Đầu tiên bỏ một lá đi, cái lá trên sàn này, lá này. Không 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 luôn, biết 8 kẹt trừ rút 1 kẹt, mỗi lần mình đít 8 kẹt thì mình có thể rút thêm 1 kẹt, mình không có lá đít kẹt nào hết. Hai trên là tăng 2 đam cho mấy cái lá trên tay mình. Tất cả cái 7 của mình không thể di chuyển nữa nhưng mà nó sẽ cộng 3 đam được. Rút thêm 6 lá thì tao được luôn. Hai trên nữa. Tài của mình thì thật sự không có cần thêm cái điểm sờ trên đó mấy. Có hai sờ trên thôi. Nhưng mà cho vô cái lá này cũng khá là ngon nha. Mình gom chủ yếu vô con cây á, thì cần cái hiệu ứng hơn là cái trên. Thực ra vô con cây nó tăng có 10% mà. Nên lấy 2 điểm sờ trên này. Hai điểm thì cũng khá là phí đó. Cái lá này là lá gì vậy? Tôi mới thấy lần đầu luôn á. Cái lá này mới luôn, không biết nó là cái gì, nhìn là lạ thôi, mua thử đi. Hai cái này là 239 tiền của mình, là mình còn lại khoảng 18 tiền á. Nhưng mà không đâu, nhiều đầy đủ rồi. Lên 10 vậy, lên 10 thì cũng khá ngon đó nha. Dịch thao thì không xài, lên 500. Ủa này mình tới 2 lá đâu mà đâu mất hết lá rồi. Không tốn điểm thì cũng khá là ngon á. Này tăng tí đam thôi. Ô. Cộng 5 đam thì cũng ngon phết đó chứ. Lá này hoặc lá này. Nên lấy lá nào? Từ từ. Lấy lá này thì đầu game mình có thể chủ động khá nhiều thứ. Nhưng lấy lá này thì đánh lâu dài nó ngon hơn. Thôi trên này đi, mình có thể cần cho anh quản lý tốt hơn, đam hiện tại chưa cần lắm. Boss 2 chúng ta chỉ là vui quanh mấy cái cây này thôi. Đầu game thì đâu cần rút. Lá này bây giờ cũng méo cần nữa. Trời ơi, chơi lá này trước đi.
Shukigen, Shukigen. Cái gì? Trộn một cạn này là sao nữa? Không hiểu cho lắm. Này là sao ta? Bó tay luôn, không biết nó là cái gì luôn. Quái nó nghiêng ở đây vậy nè. Mày qua tới đây nó đẩy xuống dưới rồi. Anh quái AFK à. Quá trời bài rồi. Cái méo gì vậy nè? Thu ly xích, tội một đống gác luôn. Đó. Cái game này mình gắn ở đâu được? Có gắn thì chỉ gắn ở đây được thôi. Nhưng mà cái thằng này nó sẽ che cái Suki game của mình lại. Rất là khốn nạn luôn. Gắn dưới này thì nó không bắn ổn định. Gắn trên này xuống thì có khi quái nó đi đường bên đây. Nên rốt cuộc chúng ta chơi con cây thôi. Suki game map này không có gắn được rồi. Chơi bớt mấy cái lá đau khổ rồi. Gì nó dính con cây mình không? Hình như không đâu. Bỏ tay rồi anh em ơi, bỏ hai lá luôn, còn chút xíu máu à. Đi ở đây hai cái gai này nó đâm cái cũng chết rồi. Trăm bốn tám máu à. Ây da, ây da, 527 máu. À. Ủa, win luôn đó hả? Chứ đâu phải thua đâu. Chúng ta win mà. Ừ, phần thưởng tôi đâu?
Tôi không biết là chúng ta vừa thắng hay vừa thua nữa, nhưng mà mất mẹ cái phần lớn rồi. Cái cuối cùng chúng ta nhận được là cái này cũng mua trong shop mà. Bài vẫn 22 lá này à, có thấy lá nào mới đâu. Chuyên ngu rồi anh em ơi. Đây đây. Mình sẽ vô cái shop mình bỏ bớt một vài lá bài ra mới được. Tí nữa băng nó tan, băng chỗ này tan á. À không, nó vẫn đi cái đường đó thôi, không có đi được cái đường khác. Tí nữa băng tan thì cái này nó mới phát huy tác dụng, cục băng này nó tan nè. Chukigen gắn đây được, Chukigen gắn đây nó bắn rất là mạnh luôn nha. Cục này thì gắn được cái hồi chiêu. Điệp thao một lá đi. Vay nợ hay là lửa. Thổi luôn. Đổi luôn lấy một điểm này đó. Cái lá này chưa dùng vội đâu. Cục này không gắn được hả? Rồi 60 win rồi đó. Có cái lá hồi chiều ở đây nó boost cho 3 cây nữa là xong rồi. Này là sao đó, chết rồi, sao sống mấy con gì nè.
cho lên sống được ta, không thể tin được. Bốn bốn có nha, cái lá này hồi nãy đội phân dân là nó có lên một điểm nha. Đây là đâu rồi, đây nè, hiệu ứng hồi máu thì sẽ tăng 20% cho tất cả cái trường hợp luôn. Thì hồi nãy đội phân dân là cái lá hồi máu này á, nó có 3 điểm là nó có lên 4 đủ không, thì đúng là nó lên 4 thiệt, tức là vẫn có ngon, tính ra là vẫn đăng được một máu cho cái lá này. Cái chỗ mà kéo được á, thì dùng mấy cái khác nha. Ạc một random kill cạc lên tay mình, ba lá kill đều ngon hết. Random một chắp cạc lên tay mình, được, lá đó có nhiều chỉ số không? Không ngon, không ngon, không ngon luôn. Ba cái này đều không ngon hết. Ninja tốc độ công 1, tốc độ công 1 là sao? Ba chép cạc lên tay mình, mình chỉ có là mỗi lá này là gánh tay thôi, nên nó lấy ba lá lên thì cũng chẳng còn ngẻ gì hết. Với thêm cái nữa là mấy cái cháp cạc của mình á, điểm rất là nhỏ, còn 1 với 2 không nè đó, nên nó rút ba lá lên mà nó cắt về không á, thì cũng không có lợi. Tạo một cái cạc màu forward ngẫu nhiên, sau đó chọn một cái lá trên tay mình cho nó về không, và cái lá nó sẽ bị dịch out. Nó kêu mình lượt. Cái lá này thì giống như xài cái lá kêu vậy đó. Lấy đi, hy vọng mà cái lá forward không bổ ngang cũng bổ dọc. Khi mà băng tan thì nó sẽ đi cái đường này, rất là nguy hiểm nha. Thành ra mình phải dồn quân chủ lực vô cái quãng đường ở đây. Lá này chưa cần xài sớm. Cái lá này chưa biết tính năng đó nè, anh em muốn dùng thử không? Nó có một ô như thế này thôi đó hả? Xài thử cái lá này ha. Này là sao? Lập xong rồi đi tính queo như thế này.
Ngày này đúng ngộ. Bất cứ khi nào rơi địch rơi xuống sông thì sẽ chịu hồi một cái cơn sóng gây 12 đam cho quân địch ngẫu nhiên. Cái gai thì mình chỉ xài được một chỗ này duy nhất, hai chỗ, chỉ có hai chỗ thôi, nên cái lá này cho nó phế đi. Chưa cần, chưa cần. Cái cây này ở đây để quái tí nữa nó đi đường này mình vẫn thủ được. Đẩy xuống. Đủ đảng đưa cái khiêu này lên như không à. Hai con này thì đánh được. Cây này lo hết. Hút nó vào đây, đẩy nó ra đây hả? Gì được nè? Có hiệu quả không? Hút nó vô đây, gớt nó xuống đây không? Chết rồi, con này đánh tới hay hết rồi. Legion Solid là sao? Chỗ này gắn lá Chukigen bắn theo hàng ngang như thế này cũng ngon lắm rồi. Cái gì đây?
Khi đít gạt á, thì nó sẽ cộng 1 điểm. Rút thêm một kẹt bất cứ khi nào mình sử dụng cái kẹt power. Nhưng mà mình có thể bắt thêm được một kẹt nữa. Power mình nhiều lắm nha. Ngon nè, lá này ngon nè. 1, 2, 3. Lucky Get Hammer. Cái này thì chuyển cái kẹt trên tường hình cái kẹt dưới đất. Kẹt trên tường mình thì không nhiều, lấy lá này đi. Cái lá bên kia là mình phải bui toàn bộ cái kẹt dưới sàn á thì nó mới ngon. Bạn đến gần một cái người du hành giả của bạn ha. Bạn ngày càng thôi á, mình biết nhịch, nhịch không được. Rồi rồi, Gundam một chắp kẹt mà nói Gundam cái cây của tôi là tôi nghỉ game luôn á. Gundam một cái forward kẹt, kill kẹt thì cũng không được nữa. Khiêu kẹt của mình toàn hàng chỉnh cơ mà. À. Này ngon vậy? Không có tiền. Cái này là cái gì? Rồi rồi. Chọn một cái lá cạc để mình có thể copy nó ra. Tôi muốn cướp cái lá này. Không có lá nào thực sự là cực kỳ mạnh để mình nên copy ra hết. Lá này thì cũng được. Hai lá thì nó tăng tỷ lệ copy lá cây đi. Cái gì đây? Mỗi nhận mỗi hai power thì rút một càng. Chết rồi, không có đá hồi máu rồi đó nghe. Đi lò gàng đi, mình không có cạn nào để nhân thêm. Không đủ tiền cái nào luôn, đồ lừa đảo. Vậy mà cũng dụ mình vô đây nữa. Đồ lừa đảo. Này lên gấp đôi hiệu ứng luôn là cũng ngon lắm á. Cây của mình thì nâng lên bây giờ nó lên 2 đam mà vô dụng lắm. Chín đam á. Này đi, bộ bài này chấp báo à, bui lần này không ngon nhưng mà không biết chúng ta có thể đi được đến đâu nữa. Đi bên này đánh được con quái elite. Đầu khi em vô ngồi chơi bài vậy mà nãy giờ vẫn chưa có lá cây của mình nữa nha.
quái thì nó sẽ đi thẳng đường ngang luôn. Tí nữa băng ở đây tan. Quái nó hơi đi vòng vòng như thế này. Thất ở đây không được nha. Ý, nó để nhanh tiến độ quá vậy. Cái này có cái cây rồi, đường nào cũng phải đi qua đây thôi. Mày phá băng hả? Cho nó phá con này đi, không sao. Tí nữa nó đi được đường này nè, nên cái cây này có thể là không đánh được. Này nó phá này. Cái dàn cây này là coi như ngon rồi. Rồi, win win win. Nhẹ nhàng không? Đây, chúng ta có lại cái lá này nè. Tất cả các chép tấn công một lần nhưng mà kinh đao cũng 50%. Tấn công thêm một lần nữa nhưng mà 50% thì cái con cây của mình, cái hiệu ứng của nó sẽ có lợi hơn tí đó, như cái hiệu ứng lửa nè. Nhưng mà cái kinh đao của mình nó đang trừ 20, 2.4 lên 4.8 hả. Rồi quái nó đồng thì đánh giữa đó nó khá là lỗ.
rút thêm một cạc, và cái cạc đó thì không tốn tiền. Không rút được. Trời, quên nữa, đánh boss tới nơi rồi lấy máu làm cái quái gì nữa. Trời ơi, cái tay bị ngứa. Bà nó chắc. Tí nữa băng có tan đi thì nó sẽ đi thằng dưới này, nó không được. Tsukigen bàn này không sai. Ôi 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 ôi. Nóng quá nên bằng nó tan hết ra nè. Ơ, bỏ đi cho nó vô luôn không? Cho nó vô đi. Lá này vậy mà hất không được. Thất ở đây lạng quạng là nó bay qua tới đây luôn á nha, nguy hiểm bãi cả. Rồi chơi đi, sợ quá gì. Nó chạy kìa trời. Cây đâu rồi? À đây nè. Con này đi phá băng hả?
quá cùi luôn. Có cái vụ thâu quơ được mà. Ừ, trên này mới đúng chứ. Nguy hiểm nha. Ba điểm. Chơi luôn. Đôi giày. Khi có cái cạc này trên tay á, thì rút một cái cạc. Cái này nó cũng không ngon cho mấy. Không ngon nên lắp đại vô này đấy. Cái bộ bài mình nó không hợp với cái cây đó. Lên hai trên luôn. Tiền gửi của tôi đó là trời. Chơi liều không? Vặn lá này ra luôn đầu tiên luôn nè. Ngon tôi rồi. Liều luôn là đẩy cái lá này nè, tại 12 quay rồi, coi như là 20 đam luôn. Chơi luôn. Cái. Nó đi đường trên hay đường dưới trời? Dạ. Con boss nó đeo mất máu luôn rồi. Còn lại anh em ơi, quái đi đây là mình thua luôn hết gì vậy, phải không? Ủa không, sao lại đứng đây nó phá băng vậy?
Why? Nếu có lá nào gây đâm luôn. Nhỏ vãi. Coi như là một con đi đường trên, một con đi đường dưới đi. Cây đâu, cây đâu. Rồi thua luôn rồi. Nó đập bể cục đá là thua luôn rồi. Chơi ngu quá. Thử thách thất bại, level 0 được 370 điểm, thời gian chơi tiếng 37 phút. Chương 3 hả? Một ngày nào đó tao sẽ đốt mày hình cho. Thôi, khẩu báo lên. Khẩu báo nè. Thanh đốc được quyển sách mới là sao ta? Con bot tên là tên gu á. Siêu đấm. Cái gì lỗ ăn hố đen nuốt chửng ngôi sao luôn, nuốt chửng hố đen gì à, dòng lực thấp nè. Sách bia. Mấy cái này thì tôi không biết là cái gì để mà ấn đốc nữa. Tham cần chô con mắt của ảo ảnh. Cái này cái chủ đất. Còn bên này là cái gì? Máu tối đa cộng 1. Tám chấm. Cái này là cái ngon nhất luôn á. Chỉ có một con gà xuất hiện mỗi một trận đấu là cái quái gì ấy. Ngàn điểm lận. Ngàn điểm lận. Chắc lấy cái này. Net level 2 là sao? Mình còn 250. Cái này thì bui vào tiền còn 150. Mấy cái này thì không gõ cho lắm. Siêu đấm nè, ngôi sao nuốt chửng gì nè, trọng lực thấp gì nè. Cái này vẫn là ngon nhất. Rồi, thử lần nữa ha. Cái gì đây? Nguyên bộ bài mới hết toàn bộ hả? Cái bẫy này đặt dưới đất. Hai điểm máy chém. Cái này đặt trên tường. Random mạc một cái chủ sét. Hoặc là cái chủ băng lên tay mình. Cái này mới quá. Rút thêm hai kẹt. Cộng thêm hai điểm là coi như cái lá này nó ngon luôn. Cái này khá là ngon nữa nè. Chóp lóc nè. Triệu hồi một cái gì người chết đó. Khi mà nó chết đó, thì cái tô tầm nó xung quanh lát như cộng 1 gram.
Kẹt này sẽ chuyển thành cái hệ là Power. Xây thêm một cái đi trôi ngóc. Cái này là con quái nó phá của mình được không ta? Cái 1 với cái 3 đều ngon nha. Thôi rồi rồi, tôi vừa chơi ngu cái gì rồi. Cái này cái ống cống gì này à. Kệ cũng được. Bỏ ba lá gác đổi lại một số cái lá hiệu quả hơn. Đi bên này được xài tiền lúc cuối, được đánh một con quái đôi ở đây. Được xài tiền lúc đầu và lúc cuối hả? Được luôn. Cái này khó nha. Cái quay này rất là khó luôn á. Này xài sao? Cái quái gì vậy? Tôi chả biết gì cả. Ủa, cái chủ ở đây của mình đâu vậy? Ơi 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 ơi. Hiểu rồi. Tức là cái trụ này nó chỉ bút thôi. Cái giá.
mới quay đầu mà đã sống gần hết máu tôi rồi. Cái thinh đời là cái gì ta? Đây tin là một triệu hồi một cái tia sét kia một đam. Chú quay như thế này thì đỡ sao mà đỡ được. Hồi nãy vô mình sai lầm á, là không biết tác dụng của mấy lá này, thành ra mà random hết rồi, nên chơi lại lần nữa đã. Giờ mới biết tác dụng của bộ bài, cái lá đó giống như lá hấp vậy đó, mà nó hấp một ô à. Ủa, không được đổi bài hết hả? Khoan khoan, tên gung, tên gung. Cái này úp rồi là không có bỏ được nữa. Sai lầm rồi, nâng cái này lên sai quá. Ba điểm. Mình bớt một lá máy chém đi. Nó đổi thành cái lá gì đây? Thì lá cũng được luôn, không điểm là ngon rồi đó. Đi bên phải thì mình có kho báu. Tiền nâng cấp đôi, đi bên phải ngon hơn. Đây lá hất một ô, chỗ này ngon nè. Này hất hai ô chứ không phải một ô phải không? Một ô gửi, một ô gửi là sao? VR thì tôi đâu có chơi được. Một ô gửi là coi như méo hết luôn rồi vãi, nó đụng vô nó bể luôn, con rồi.
mất tôi 3 điểm. Tôi cơm 3 điểm, nãy nhách. Rồi 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 rồi. Cái quay một mà nó chừng ai gian khổ như thế này. Mỗi cái bốn cạc mà nằm trên sàn thì mình sẽ nhận được một cái điểm thu quân. Năm giây thì nó sẽ đóng băng quái lại gây đam, nhưng mà cái này không ngon. Hiến tế một cái cạc trên sàn rút hai cái lá. Lấy lan gồng đi, lan gồng thì ít ra mình có điểm. Bộ bài này nó cần điểm rất nhiều luôn. Cái xét của mình thấy nó phế dữ vậy ta. Nào. Ba điểm rất là ngon luôn. Còn cái trụ xét này tôi không hiểu là cái gì. Lao một cái bộ dụng cụ gây mà cái đam tầm xa bắn hả? À? Bắn một cái gear gây đam tầm xa, nó sẽ nhảy qua giữa hai con quái vật. Form mỗi cái tu tầm á, dạng này thì nó sẽ cộng hiệu ứng lên 2 lần. Tăng thêm cái kẹt forward của mình 1 lần nữa.
hất quái vật lên, 1.5 con quái vật khoảng cách là 1 gram xung quanh, tạo ra ba cái điểm yếu xung quanh nó. Cái điểm yếu này thì sẽ nhận thêm 5 đam mỗi lần, vì tức là bui tốc độ đánh nhiều quá thì nó mới có lợi, còn đánh mà chậm chậm thì khó lắm, 4 giây đánh lần như thế này thì rất là khó. Mình cũng đâu có lá full cơ rồi đâu. Lá này lá mới nè, tôi không biết là cái gì, nhưng mà nó lại đặt trên tường nữa. Thử đi, không biết là cái gì nên đấy, thử đi. Chơi lần này thì khám phá cái bộ mà vết mới của mình. Đi bên phải. Một cái điện thờ. Trông nó rất nổ ma luôn. 20% max HP là 40 đến 48. Cái này đương nhiên lợi nhất rồi. Cái này lên 48, này lên 43, còn cái này thì tục máu. Ủa? À nhận chứ không phải nhận thêm. Chuyện ngu rồi. Nãy nó mất lộn 3 máu rồi, trời ơi, 3 máu. Mỗi 9 giây. Trừ 10 máu. Chuyện ngu trời, mất 3 máu tối đa. Kể có 3 máu à. Máy chém thì đương nhiên đặt đây rồi. Ê! Ông chơi gì ai chơi được? Một ô gửi là nó hất gớt đây không ta? Chết luôn chứ không có hất đi đâu nữa. Một hai ba, thử luôn, liều luôn. À, Gobo bắn bi, kiểu như Gobo bắn bi á. Cái này hai chủ xác nè, nhưng mà nó vẫn có một này, sao nó
Rồi chọn cái này quái nó còn ra nữa đâu. Danh một phone của linh hồn khi mà bắt đầu trận đấu. Tất cả thu tầm cộng một hiệu ứng. Quyền rủa tất cả cái unit trong cái phạm vi là 2. Khi mà quyền rủa cái unit nó nhận đam nó sẽ random đam cho một cái unit kia tương tự cái lượng đam đó. Nhưng mà 5 giây ít 2 đam. Thử bui cái này. Tôi chưa bui cái đường trụ bao giờ. Tiền mình 235. Người mua bớt 2 cạc. Khi mua bớt càng này với càng này lấy hai cái nền với một cái máy chém thôi, còn lại nó ra mấy cái bui trụ nhiều hơn, nhưng mà nên ông tôi không biết nữa. Hai cái này ngon mà nó vô chặt bài mình thôi. Ghi shooter là sao ta? Tức là xạo lại bài một lần nữa thì mình sẽ nhận được thêm 2 điểm. Trăm điểm này mình bỏ được 2 cái. Nó sẽ lên 2 điểm. Hiệu ứng cộng 3. Mỗi 3 cháp này tính ra lên tới 33% lận 6 đam. Cái này đam mình nghĩa lý gì đâu. 7 đam. 1 xuống 0. Hồi chiêu 1 giây. Bộ này thì không biết cái đường bui. Chỗ này đặt máy chém ngon, máy chém cũng ngon, máy chém cũng ngon. Không, cái chỗ này không có bui trụ được đâu, chỉ có bui máy chém thôi. Ba chỗ này đều đặt ba cái máy chém hết rồi. Thử rồi.
cái chủ này nó không đánh ta. Mấy cái chủ nó méo đánh luôn. Có hai con kệ hết đường cứu rồi. Không có chỗ để mà đặt trụ luôn. Ủa? Không chỗ đặt chủ. Tiêu sai. Có. Mỗi lần dùng thì cái cạc này nó mất 5 đau. Sau khi bắt đầu trận đấu, đít một cái cạc bất kỳ trên tay và nhận lại cái cạc mới lại tương tự. Càng này sẽ chuyển thành cái cạc phu ơ. Cạc một cái random kêu cạc lên trên tay mình. Kêu có rất là nhiều luôn.
hai cái gandum, hai cái búa gàng ngẫu nhiên vô một cái lá đó coi thử anh. Rồi cái lá nó đâu rồi, lá nó nằm gòi nữa chứ. Không có bỏ được cái gì tao của lá này. Tôi vẫn không biết xài cái lá này cho lắm. Cái này cũng không muốn nâng cho mấy, tại vì nó không có đủ mạnh. Mười máu chát một kẹt, mười máu gì mua một kẹt, sáu máu nhận một cái kho báu, mất sáu máu nhận lại kho báu tăng bốn máu. Chưa gì đến boss rồi, bộ bài này đến boss bằng này mà. Đờ ở đây đặt cái máy chém. Tôi vẫn không hiểu mấy cái thinh đờ này nó hoạt động như thế nào cho lắm. Đặt đúng cái à. Bảy điểm. Điểm thì nhiều mà méo có bài để chơi. 10 điểm là
mấy cái Tinder này sao mấy nó thấy nó hoạt động gì đó. Điểm thì quá nhiều. Mà bài thì méo khó để mà chơi. Trời ơi, nó quỷ mất ra đó của mình. Đá thùng đánh trên boss luôn nè, đụng vô cái đá thùng đánh boss chết luôn. Ủa, đá thùng này không bắn được boss ai, chết tôi rồi. Cái gì đây? Thằng nãy đâu ra đây? Nếu hiểu gì cả, nhưng nói chung là chúng ta đã qua được rồi. Tinder boss tô tâm sẽ thêm vào tất cả các cháp trong cái phạm vi là sao? Bây giờ điểm mình nhiều lắm, mỗi lần mình rút bài thì một lá bài ngẫu nhiên trên tay mình sẽ được nâng cấp luôn. Thử cái này. Giết địch 20% tạo như cái đó hả?
chơi toàn mà ba cái lucky không, nên nhiều lúc nó hên cũng nhiều lúc nó xui vậy à. Thì cái thứ hai, cái quái lạ gì nữa đây? Thôi không đổi la nào hết rồi, quên đổi la này chứ. Tôi chơi một tùy đồ tầm vô đây luôn á. Đặt ở đây thì nó không xài được lâu đâu. Nhưng mà đặt đại đi, điểm nhiều để làm gì đâu. Trốn mà mày, trốn mà mày, trốn mà mày. Rồi nhiều điểm quá rồi. Tôi vừa chọn cái ngu ngốc gì thế nè. Hình như vừa mới hiến một lá bài cho quái thú rồi. Trời, Robo bắn bi của tôi. Robo bắn bi. Điểm thì nhiều mà không có bài để xài luôn á. Này nó trâu chứ gì, mấy cái trụ này không biết để làm gì luôn, không thấy động tĩnh gì hết.
Trời ơi, nó bút vô cái trụ rồi nè. Bút gì mà bút lắm gì nè. Mệt quá. Chỗ này nó méo cái cục xây cục này luôn. Với vật ký sinh là mà là sao? Mấy cái trụ xét này tôi không hiểu nó cơ chế hoạt động là cái quái gì luôn á. Gây 3 đam hoặc 3 ghi đốt sờ vết bởi 20% trong một bán kính 1 m. Bỏ hết. Hồi máu 20% đúng một kẹt trong cái bộ bài của mình. Trời, phép ghi đốt nữa chứ. Vớ vẩn. Mấy cái đá này farm nó đã nào. Ôi vãi. Mình chọn mà không xài cái nào nó bay luôn. Trời ơi. Lũ đạn con game. Lũ đạn con game. Phải xài tiền đó. Quanh bao. Có tiền rồi. Event. Tìm thấy cái nhà thờ. Nhận 50 vàng. Bán luôn.
cái lửa lò rèn đánh đôi event bên phải. Bộ bài con này phải nghiên cứu kỹ kỹ mới bắt đầu chơi được á. Năm điểm, trời ơi. Đỡ là 5 điểm cây thôi. Summon ra một cái con bê nữa. Không điểm luôn, rút bài ra 2 điểm. Nghe cái này thì cái lá hất của mình nó quá mạnh luôn. Hết nhỏ bay tung tóe 9 điểm. Bộ bài này mất cân bằng quá. Còn nó quăng nó quật nhỏ vậy trời.
Cái này cũng ngon nữa. Lấy cái đá hiến tế đi để mình rút bài ăn nó nhiều hơn tí. Kính cổng thì tự nhiên bật mở ra, bên trong kính cổng là một cái thế giới khác đầy tàn tro và bụi bẩn. Kính cổng này là một cái cổng dịch chuyển đến một cái khu vực khác, nói cho bạn về cái điều xảy ra, bạn sẽ quyết định đấm luôn mấy con boss. Quá trời cái bộ bài này nó chơi thấy mà phát mệt vậy á. Cái cục băng ở đây là nó méo tan luôn hả ta? Chừng nào mới tan nữa. Nó bắn thì bắn chùm chuông nhé. Lucky lucky tiếp. Void Makin là cái gì? Vậy tao
Hy sinh một tá. Dragon Solid, Force Attack, Best Kill Trigger. Hy sinh lá này, lấy lá này vô. Đặt ở đây. Lại boost vô cái lá này. Đặt ở đây. À, cái lá này vô tay. Xài luôn cái lá này, nâng cái lá này lên. Tiếp tục nâng cái lá này lên. Quá rồi. Lấy nó vô rồi bỏ nó ra hả? Mệt cái đủ đáng. À, tôi áp cao, áp cao. Cái đéo gì nó bắn 120 vậy? Nó bắn ghê không đam luôn rồi. Béo hiểu gì? Lucky lucky vô cái lá. Lucky vô cái này luôn. Lucky vô cái này luôn. Thằng này bút cho thằng kia bút cho thằng nọ.
Githammer. Lucky. Đi mình may. Thunder Tom. Kill. Trụ tưng tưng. Khối băng. Chơi game cảm cúm luôn. Lại lucky tiếp. Cái này là hai dòng rồi, dòng thứ ba đi. Lucky tiếp luôn. Lại lucky. Lại lucky. Tôi chả biết mấy cái trụ xác này để làm cái gì luôn. Quá tài rồi, nó bút chồng chéo với nhau quá trời nhiều rồi, giờ không có phân biệt nữa. Nếu hiểu gì hết. Nên nhìn rút gọn đây. Tiêu tiền. Đánh hai cái. Còn lại clone. Tiêu đốm lửa. Đốm lửa hai lần thì mình nâng cấp. Ủa, cần quái này nâng cấp. Này ngon nha, chuyển cái mặt mà trang trí decor nó thành cái mặt nước.
Mặc dù tôi không hiểu gì nhưng mà vẫn qua được tới cái đoạn gửi này rồi. Tu thầm. Này mới có hai cái à, nên lấy ra luôn ta. Pin down ngẫu nhiên một cái cháp cạc trên tay mình trừ đi 250%. Cũng được đấy. Vậy tôi 6 điểm. Lucky. Đấy luôn cái trụ này cũng thêm mớ bài nữa. Tiếp Paki vô lá này luôn. Cái lá con rồng đâu ta? Đây nè, đây nè. Mệt quá. Mười một điểm rồi, trời ơi. Siêu chiến binh của chúng ta.
Cái máy bắn bi của tôi đâu hết rồi. Sao không còn cái máy bắn bi nào ta? Chết rồi. Nhức đầu quá, tôi nhức đầu quá. Nhưng bắn hai trái bi nó dội qua dội lại mà. Cái mà hai cái này thì nó không đánh boss được nhau. Boss nó chỉ dội một lần, một là bó tay luôn đó. Tường mình không có tường. Đau đầu quá. Vẫn chưa biết cách mà chơi trụ nữa. Chỉ là robot bắn bi của tôi thôi. Đầu game thì bỏ con này. Con này, bỏ luôn này, bỏ luôn này. Thằng nào cũng đi tháo chứ anh. Chơi được hai lần rồi.
Lại lucky tiếp rồi. Vô búp bếp này. Flower chop tôi tầm mai. Rút ra một đống bài tiếp. Lucky vô mà. Đây. Lại tiếp tục lucky vô trụ băng. Rồi cái trụ búp bếp của mình đủ 3 đó. Nó đâu ta, đây phải không? Ngay cái giao một mà chơi bài đến nát óc luôn. Nó lên cái lá thứ ba luôn. Hết điểm rồi hả? Mười hai điểm phải đấy. Farm bài đến chết, farm bài đến chết. Trời ơi mệt quá.
Hết rồi, hết rồi, bài quá. Kêu câu đau gì nữa đi. Phạm bài thấy mà mất mệt luôn á. Còn đâu gắn được nó không? Rồi. Chả biết nó là cái gì. Thôi bây giờ mình cứ chơi theo kiểu farm bài lọt mắt đi. Cần quái gì quan tâm ba cái khác nữa. Đâu rồi, súng bắn bi của tôi đâu rồi? Rồi, hết rồi. Lên 8 đam chả có gì ngon. Đam cộng 2 cúp thêm 3 cài xuống còn 3 điểm. Điểm mình có thiếu đâu, xuống 0 điểm, xuống 1 điểm. Chả biết cái quá gì. Rồi gửi quốc tới đi. Chúng ta đấu boss. Tôi không nghĩ chúng ta có thể win được boss đâu. BB. Đầu game thì hai cái này được. Cái này chưa cần. Cái này chưa cần. Cái này chưa luôn. Không có chủ nào để hiến tế không ạ? Lucky vô mà
vớ vẩn. Lucky vô cái mèo biết vô cái gì luôn. Cái này tiếp tục vô thằng này luôn. Rồi, trụ băng của mình sao rồi đó? Đây. Lucky vô này đây. Rồi, 8k được rồi đó. Tôi nghĩ là con quái nó không có khả năng nó điên nữa đâu. Thôi, xây thêm tí nữa đi cho chắc. Lại Lucky đó rồi. Ninja Kun, Magical Girl gì gì mà đủ hết. Thì tao đi kiếm đi. Lại Lucky nữa hả? Super vui Lucky à. Lucky, Lucky, Super Boy Lucky.
cái lá quái gì 5 điểm gì nào. Vui bài đó. Bây giờ lá nào cũng thành lucky với anh này. Ủa cái đó là cái gì vậy? Bây giờ boost lucky vô mấy cái lá gì cao luôn hả? Boost đi xong thì tao đi. Kiểu này chơi gần như là vô tận bài rồi đó. Mệt quá nha. Tôi mới không biết gì nữa đâu. Thôi, nghỉ. Trời ơi, bắn boss hay thường luôn. Nếu hiểu gì 3 điểm. Tạo một cái tơ tầm dạng mà tia sáng hay quỷ trên tay của mình thì không điểm. Chả hiểu gì cả. Cái này thì bui chu băng nhiều á, thì so với con này nó mạnh. Đúng thêm một kẹt cho mỗi hai cái điểm power. Damage 2 cho những cái con quái bị debuff và sau đó là ghi mua cái debuff đi. Lucky nhiều quá rồi, lucky nhiều quá rồi, không chơi nữa. Damage 2 cho debuff, giờ mất cái debuff đó đi là chắc có làm chậm thôi chứ có cái quái gì nữa đâu. Thử không ta? Không.
chẳng có cái nào ngon nữa. Toàn bộ đi là đồ cùi thôi. Game này chơi hơi bị nhiều rồi nha. Đầu game thì không cần hiến tế, không cần gồng. Cái con này đi qua được gì đó. Bảy băng của mình nên cho vào cái kêu này cũng được. Mũ đen là quái gì? Quái nó vẫn đi qua được kìa. Bỏ cái ô nào bây giờ? Dạ dạ dạ
lucky. Thêm cái lá lucky nữa nào. Lucky cái thứ ba, lucky cái thứ tư. Quá nhiều bài rồi. Mệt quá. Trời ơi. Rồi, hôm nay chắc ngừng ở đây thôi. Game này nó hơi bị gối quá. Tôi cũng chưa biết cái cách chơi của cái quyển sách thứ hai nè. Có thời gian thì chơi tiếp. Rồi, ok, bye bye anh em. Game này hôm nào tôi sẽ ghép vào quay cho anh em nha. Rồi, bye bye.